Mẹ ơi, mẹ cho con xin quả trứng đi. Chị Hai ơi, mẹ có trứng rồi nè. Đổ hai hũ nha cả nhà. Thêm một hũ nữa. Chậu đều đây nè. Đau bụng á. Ăn được không sao? Được. Giống như là cái trời. Sao tôi nghi quá vậy đâu? Hay là món bí mật cho mẹ ăn. Nguy hiểm vậy nè. Hai muỗng. Cái gì nhỏ vậy? Đây đây nó to. Ê, nó bự không à? Mới nói xong, cái này lát xong mình lọc nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tay quá khỏi. Chưa ăn được hôm nay. Nó mới chết đâu mà sợ. Cái này á, mình gọi vô nó khỏi viên bánh lại á. Đó, nghe không? Để đi xuống. Yeah. Nói được không vậy hai? Được chứ, Sumi ăn đi. Dạ dọ thì chả ăn chút đi. À có cắt rồi mẹ không ăn đâu, mình bưng lên cho ba ăn. Ai làm mày Su? Mẹ làm á. Ngon không? Ngon. Ba không ăn là con mét mẹ. Rất ngon. Thật ngon không? Ba nói giờ là con mét mẹ nữa. Ngon lắm tụi bây. Cái béo. Chua chua. Mời bạn xin cho hai. Mời hai làm tập thứ hai. Tập thứ hai món gì vậy? Món xì